Vâng ạ, ngày hôm nay em làm cái video này em quay cho các bác, em có độ cho một bác khách đấy, biết em có TikTok và em độ cho bác bát chung chép. Bát thì sử dụng bát 2 năm của Ma Răng thôi nhá. Và hai chép titan của Benziger và chung nữa, chỉ để nó có phân tầm vào thùng thôi thôi nhá. Đây đồ của bác tháo ra đây, hai bát này chung rách này, bát thì chết nhá thôi nhá, và chép là chép giấy đấy. Và bác ấy giữ lại thùng để là kỷ niệm. Và mời các bạn cùng lắng nghe chất nhạc của nó nha. Chất đèn titan thôi nha. Đèn gì cơ? Cục chất không nha. Bát uy lực câu nha, chép sáng chung rất là tươi. Đấy. Các bạn nghe được chưa? Và mời các bạn bác nghe một dòng dễ nghe hơn. Tốt nha. Có 330.000 một cặp luôn nhá, gồm cả phễu. Đấy. Cuốn cũng hay luôn. Trước đó chúng ta chưa có cái chiếc kèn này thì chúng ta phải sử dụng chép giấy đây. Ví dụ như thế này này thì tiếng của nó sẽ rất là nhỏ và rất dễ cháy thôi nhá. Không thể nào bằng những dòng này được. Và các bác bây giờ em sẽ alo hết cho các bác nghe thử nhá. Các bác nghe xem tiếng nó có sáng hơn không nhá. 2 3 4 5 6 7 2 6 1 2 3 4 5 6 7 lên 6 2 3 4 5 6 7 lên 6. Đấy, nghe cực kỳ sáng đâu nhá, cực sáng luôn, thay đổi toàn bộ chất âm luôn, tiếng chép rất là sáng, rất là mạnh. Đấy, bát uy lực thôi nhá. Đó, con chung của nó thì em sử dụng trên cái nền tảng của chung cũ. Đấy, cái con chung của em thì nó cũng bằng con chung kia. Đấy, bác nghe chưa, tiếng lên rất là mịn, rất là sáng, không khác gì những dòng loa chuyên nghiệp tắt tiền hơn thôi nhá. Đấy, bát sâu này, chép sáng. Và một cặp chép như này bên em đang bán có 330.000 một cặp cùng cả phễu luôn, bao ship các anh em nhá. Chép titan tiếng cứ rất là hay. Côn 250. Côn 25. Công suất của nó 25W, tháng trở 6 ôm các anh nhá. Đấy, các anh nghe chưa? Tiếng rất là hay. Đấy. Bác nào có nhu cầu nâng cấp hay là mua loa thì hú em câu nhá.